Xin chào tất cả mọi người. Trong bài học ngữ pháp thuyết pháp này, chúng ta sẽ học các trạng từ nghi vấn và đồng thời chúng ta sẽ học một số các cái trạng từ còn lại. Les adverbes d'interrogation, đây là danh từ của động từ interroger. Interroger có nghĩa là hỏi, danh từ là sự nghi vấn. Trước hết, hỏi về cách thức, chúng ta có trạng từ comment. Comment vas-tu, bạn khỏe không? Comment s'appelle-t-il, người ấy tên là gì? Là bạn khỏe không, thì đây là một cái cách nói người ta gọi là cố định. Và người ấy tên là gì thì chúng ta hiểu là động từ s'appeler là được gọi, người ấy được gọi như thế nào, và chúng ta dịch cho nước suông thì chúng ta nói là người ấy tên là gì. Comment dit-on soleil en japonais, ở trong tiếng Nhật chữ soleil nói như thế nào, chữ soleil trong tiếng Nhật nói làm sao. Comment vas-tu au travail, bạn đi tới chỗ làm việc bằng phương tiện gì? Và chúng ta để ý khi trạng từ comment đi với một động từ di chuyển, động từ di chuyển tức là đi, là đến, là lên, là xuống, thì chúng ta phải trả lời bằng một phương tiện di chuyển. Comment vas-tu au travail, bạn đi làm bằng phương tiện gì? Comment ça fonctionne, cái đó hoạt động ra sao? Cái đó là cái gì là chúng ta không có đề cập tới, chẳng hạn như là chúng ta nói là tôi mới mua được một cái máy rửa xe, rửa sân chẳng hạn, cái máy đó hoạt động ra sao, comment ça fonctionne. Comment peut-il le faire, ở đây là một cái câu hỏi có vẻ như là tỏ vẻ ngạc nhiên, làm sao mà anh ta có thể làm cái chuyện đó được. Có thể này thì cũng có chúng ta có thể dịch là có khả năng, làm sao mà anh ta làm được cái chuyện đó, mà cũng có thể hiểu là làm sao mà anh ta đành lòng làm được cái chuyện như vậy, cái chuyện này không nên làm mà tại sao anh ta lại làm, comment peut-il le faire. Và sau cùng chúng ta cũng có thể nói comment nó đi một mình, và theo đó là một cái chấm hỏi, tức là khi chúng ta chưa hiểu cái gì thì chúng ta không hiểu, chúng ta muốn được giải thích, comment tu n'as pas compris, làm sao, cái gì, bạn chưa hiểu hả? Và khi chúng ta nghe một người khác nói một cái gì mà mình nghe không rõ, mình không hiểu, thì mình cũng nói là comment. Và cái chữ comment này nó có ý nghĩa là nói một cách thân tình, thân mật. Thì chúng ta không nói trong một cái câu trịnh trọng, lịch sự. Và bên trên là một số câu ví dụ tiêu biểu để nói về cái trạng từ nghi vấn là comment, hỏi về cách thức. Và bây giờ chúng ta có một vài ba câu tiêu biểu để nói về trạng từ nghi vấn, hỏi về nơi chốn. Về nơi chốn chúng ta có u, chúng ta có du, chúng ta có par u, chúng ta có jusqu'où, vân vân. Là chữ u thì dễ rồi, bạn sinh ra ở đâu, où êtes-vous né, bạn đang cư ngụ ở đâu, où habitez-vous, bạn đang làm việc ở đâu, où travaillez-vous. Chữ u này chúng ta rất là quen thuộc. Bây giờ chúng ta coi cái chữ du. Chữ du này là ghép từ de u. De là nói về cái xuất phát, de là from ở trong tiếng Anh, de où, từ chỗ nào tới, bạn từ đâu tới, d'où venez-vous. Thì câu này người ta hay hỏi chúng ta nếu chúng ta ra nước ngoài, chúng ta sống ở nước ngoài, chúng ta sống ở bên Pháp, khi người ta hỏi mình bằng tiếng Pháp, bạn từ đâu tới, d'où venez-vous. Hoặc là chuyện này từ đâu mà ra vậy, d'où cela vient-il, là cela là một cái chuyện gì mà mình nói ở bên trước, và bây giờ người ta hỏi cái chuyện đó từ đâu mà ra vậy, d'où cela vient-il. Rồi par où là bắt đầu từ chỗ nào, đi qua cái chỗ nào. Je ne sais pas par où commencer. Tôi không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Giả sử như chúng ta có một cái câu chuyện chúng ta muốn kể, cái câu chuyện này khá phức tạp, nó vòng vo. Và bây giờ tôi nói là tôi không biết phải bắt đầu từ chỗ nào để giải thích cho các bạn hiểu. Je ne sais pas par où commencer. Rồi đây là một cái địa phương, một cái nơi chốn. Tôi không biết phải đi lối nào. Je ne sais pas par où passer. Bởi vì nó có nhiều đường, nó có nhiều lối đi, nó có nhiều hướng, tôi không biết phải đi qua hướng nào. Je ne sais pas par où passer. Và sau đây là một số câu hỏi với trạng từ, hỏi về thời gian, có chữ con và có thể là đi với một số các cái giới từ khác nữa. Khi nào anh ta đến, quand viendra-t-il? À, đây là dùng ở thì tương lai, bao giờ anh ta sẽ tới. Jusqu'à quand serez-vous à Paris? Đây là cũng là thì tương lai, bạn sẽ ở Paris cho tới khi nào. Depuis quand êtes-vous à Paris? Ở đây người ta dùng động từ hiện tại bởi vì nó đang còn tiếp diễn. Bạn ở Paris từ khi nào vậy? Tức là bây giờ vẫn đang còn ở. Pour quand est la réunion? Buổi họp thì khi nào diễn ra?
khi nào thì họp. Ở đây chúng ta dùng giới từ buộc là bởi vì nó nói lên một cái thời gian chưa có xảy ra, nó sẽ xảy ra trong tương lai, thì chúng ta dùng chữ buộc. Và khi nói về đại trạng từ con thì chúng ta cần phân biệt với quân dung xương con là khi mà, ở đây là trạng từ nghi vấn là hỏi, ở đây nói là khi mà. Và sau cùng chúng ta có trạng từ nói về lý do là pourquoi. Pourquoi êtes-vous venu? Tại sao bạn tới đây? Dis-moi pourquoi? Hãy nói cho tôi biết là tại sao. Mais pourquoi donc? Ở đây người ta nói vắn tắt bởi vì đằng trước có phát biểu một cái ý gì rồi. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Mais pourquoi donc? Et pourquoi ne pas aller voir un film? Ở đây người ta nói một cách thân tình, người ta không chia động từ nữa. Tại sao chúng ta lại không đi xem phim nhỉ? Ở đây là một vài ba câu ví dụ về trạng từ nói về lý do pourquoi. Và trên đây chúng ta đã nói về bốn trường hợp, nói về trạng từ nghi vấn, nói về cách thức, nói về thời gian, nói về nơi chốn và nói về lý do. Sau đây chúng ta coi trạng từ khẳng định và phủ định. Les adverbes d'affirmation et de négation. Trong phần thứ nhất, chúng ta sẽ coi các cái trạng từ khẳng định. Les adverbes d'affirmation. Chúng ta có những chữ như sau: oui, si, bien, certes, certainement, assurément, évidemment, bien sûr, effectivement. Và tôi sẽ đưa ra một số các câu ví dụ cho những cái chữ này. Chữ oui thì khỏi cần nói bởi vì nó quá đơn giản. Bạn có phải là người Việt Nam không? Oui, je suis Vietnam bien. Bạn có mệt không? Oui, je suis fatigué. Hôm nay bạn có bận không? Oui, aujourd'hui, je suis très occupé. Đó là một cái sự nói về cái trạng từ, nói về sự khẳng định. Và bây giờ chúng ta nói về chữ si. Si là trạng từ khẳng định, trả lời cho một câu hỏi phủ định. Người ta hỏi phủ định mà mình khẳng định thì mình dùng si. Tu n'as pas compris? Bạn không hiểu hả? Mais si, hiểu chứ? J'ai compris, tôi đã hiểu. Hôm nay bạn không bận hả? Merci, aujourd'hui je suis occupé. Bạn không mệt hả? Merci, je suis très occupé, je suis très fatigué. Người ta hỏi bằng một cái câu phủ định, bạn không, mà chúng ta có, chúng ta khẳng định thì dùng chữ si. Chúng ta có chữ bien nữa, bien cũng nói về một sự khẳng định. Pas d'erreur, c'est bien lui. Không thể nhầm được, chính là anh ta, đây là một sự khẳng định. Để chúng ta thay vì nói là c'est lui, chúng ta c'est bien lui để khẳng định rõ ràng, đính chính là anh ta. Certes là cũng là sự chắc chắn. Certes, je comprends, tôi hiểu mà. Hoặc certes, il y a des difficultés subsistent. Động từ subsister là nó vẫn còn tồn tại. À, chắc chắn là còn nhiều khó khăn. Chắc chắn là các khó khăn vẫn còn tồn tại. Certes, des difficultés subsistent. Trạng từ bien sûr là chúng ta thấy là rất hay dùng. Bien sûr là dĩ nhiên rồi, tức là có chứ. Và tôi xin trích dẫn một cái câu danh ngôn. Câu này của Theodore Roosevelt, là chúng ta biết Roosevelt là một chính khách người Mỹ, đây là tổng thống của Mỹ, là rất là nổi tiếng. Ông ta nói một câu như thế này: khi người ta hỏi bạn là bạn có thể làm được một việc gì đó không, thì bạn hãy trả lời là dĩ nhiên là tôi làm được. Và sau khi trả lời dĩ nhiên là tôi làm được, thì bạn hãy xoay sở tìm đủ mọi cách để làm cho bằng được cái điều mà chúng ta vừa mới nhận. Quand on vous demande si vous êtes capable de faire un travail, répondez bien sûr je peux. Puis débrouillez-vous pour y arriver. Se débrouiller là xoay sở tìm cách này cách kia. Y arriver là làm cho được cái chuyện đó. Và chúng ta biết chữ bien sûr là một cái sự còn có thể nói là dĩ nhiên rồi. Bien sûr. Hôm nay bạn có đi học không? Bien sûr, je cours aujourd'hui. À, đó là cái sự mà khẳng định. Và chúng ta còn có một trạng từ nữa là effectivement. Nói về sự khẳng định này. Điều này thực sự, đúng là cái điều này thực sự đã góp phần vào tiến trình hòa bình. Cela contribue effectivement au processus de paix. Đúng là cái công việc, cái sự việc đó, nó đã góp phần vào cho tiến trình xây dựng hòa bình. Đó là chúng ta đã nói về một số các trạng từ nói về sự khẳng định, và chúng ta nhắc lại, nó có các cái chữ oui. À, chúng ta rất là quen oui là có, si là trả lời cho một câu hỏi phủ định, bien đúng là như vậy, certainement là chắc chắn, assurément cũng là chắc chắn,
Évidemment là dĩ nhiên rồi, bien sûr là dĩ nhiên, effectivement là thực sự. Đó là những cái trạng từ nói lên một cái sự khẳng định. Và sau đây là một số trạng từ nói về sự phủ định, adverb de négation. Chúng ta chỉ có ba chữ non, ne và pas. Và sau đây chúng ta coi một số câu với chữ non. Êtes-vous japonais? Non, je suis vietnamien. Bạn có phải là người Nhật không? Không, tôi là người Việt Nam. Bạn có thấy là xe điện mặt đất rất là tiện không? Le tram, c'est très pratique, non? Chữ non này người ta hỏi có phải không? Người ta nói ở cuối và lên giọng. Tức là bạn có thấy như vậy không? Le tram là xe điện mặt đất. Le tram, c'est très pratique, non? Je t'ai dit non, c'est non. Ở đây là một câu nói với ngôi thứ hai số ít, là thường thường cha mẹ nói với con cái hoặc là anh chị nói với các người em á. Ba đã nói với con không là không. Je t'ai dit non, c'est non. Đó là một lời phủ định. Tu es content? Bạn có hài lòng không? Certainement. Và chúng ta ghép certainement là một trạng từ nói về sự khẳng định ở bên trên đó. Chắc chắn là không có hài lòng rồi. Tu es content? Certainement. Nó muốn băng qua đường nhưng mẹ nó đã ra dấu cho nó là đừng có băng qua. Il voulait traverser la rue, mais sa mère lui a fait signe que non. Nó rất muốn qua. Il voulait traverser la rue, nhưng mẹ nói với nó rằng mais sa mère lui a fait signe que non. Mẹ nó ra dấu cho nó là đừng có qua, tức là bà mẹ đứng ở bên kia đường, nó ở bên này đường, nó đang định chạy qua với mẹ nó mà mẹ nó ra dấu là đừng có qua. Sa mère lui a fait signe que non. Non loin de la ville, không xa thành phố. Và chúng ta còn có một cái biểu thức non seulement, non seulement mais, không những mà còn. Không những tôi đã nhìn thấy mà còn nói chuyện với người ấy. Người ấy là một cái nhân vật gì mà chúng ta quan tâm, khá quan trọng. Không những tôi đã nhìn thấy người đó mà tôi còn được nói chuyện với người đó. Non seulement je l'ai vu, mais je lui ai parlé. Và sau đây là một số cách nói về phủ định khác. Về chữ nơ này, nơ chúng ta có những cái công thức là ne pas, ne plus, ne rien, ne personne, ne jamais, no aucun, vân vân vân. Đó là những công thức về sự phủ định. Và bây giờ chúng ta nói về chữ pas. Đồng ý hay không? C'est d'accord ou pas? C'est d'accord là đồng ý, ou pas là không đồng ý. Đồng ý hay không đồng ý? Pas si vite. Ở trong đây có chữ pas là phủ định. Đừng chạy nhanh như vậy. Pas d'argent, pas de voiture. Không có tiền thì không có xe hơi. Không có tiền thì không có những cái phương tiện như thế này. Rồi chúng ta có chữ pas như sau nữa. Anh ta đến hay không? Tôi không có quan tâm. Kin viên upa. Kin viên upa tức là anh ta có đến hay là không đến. Cela m'est égal. Cái chỗ đó đối với tôi không có quan trọng. Và cái cách nói pas possible mà chúng ta rất hay dùng. Pas possible là không thể nào như vậy. Không thể nào như thế được. Tức là không phải là nói về khả năng. Mà chúng ta nói là cái chuyện này không thể nào có thể xảy ra được. Nói lên một cái sự mà ngạc nhiên. Pas possible. Chẳng hạn như chúng ta, em của mình mới mua một chiếc xe mới mà mới đi mà nó đã hư rồi. Mình nói pas possible là không thể được. Xe rất mới mà tại sao lại có thể hư? Pas possible, chúng ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Đó là một số cách nói về sự phủ định. Và sau cùng chúng ta nói về các trạng từ chỉ cái sự có thể, có lẽ, không chắc chắn lắm. Les adverbes de probabilité. Trước hết chúng ta có chữ peut-être là rất là quen thuộc. Có lẽ chị ấy đi Pháp rồi. Elle est peut-être allée en France. Chúng ta không biết chị đang ở đâu thì mình nói một cách không chắc chắn lắm. Có lẽ chị đi Pháp rồi. Có lẽ bạn biết chuyện đó rõ hơn tôi. Tu le sais mieux que moi, peut-être. Có lẽ bạn biết điều đó. Le này là notre. Tu le sais mieux que moi, peut-être. Có thể là có mà cũng có thể là không. Peut-être que oui, peut-être que non. Đây một cách trả lời mà nửa vời, không biết là có hay không. Chúng ta nói là có thể có mà cũng có thể không. Bạn có nghĩ là chiều nay mưa không? Có thể có mà cũng có thể là không. Peut-être que oui, peut-être que non. Và chúng ta có trạng từ sans doute. Doute là một sự nghi ngờ. Sans doute là không nghi ngờ. Chắc hẳn ngày mai cô ta sẽ đến. Không có chắc lắm nhưng mà chúng ta nói một cách là có thể. Sans doute qu'elle arrivera demain. Có lẽ Julie đã có ý nghĩ này từ lâu rồi. Chúng ta không biết chắc chắn lắm. Chúng ta chỉ đưa ra một cái sự nói là nửa vời thôi. Sans doute que Julie avait cette idée depuis longtemps. Chúng ta để ý sans doute đi với que. Sans doute đi với que.
Probablement là trạng từ xuất phát từ tính từ probable là có lẽ, không chắc chắn lắm. Trời đầy mây, tôi nghĩ là chúng ta nên trở về thì hơn, vì có lẽ là probablement, có lẽ chỉ ít phút nữa là trời mưa. Le ciel se couvre, je crois que nous ferions mieux de rentrer. Il va probablement pleuvoir d'ici quelques minutes. D'ici quelques minutes là từ bây giờ cho tới vài phút nữa. Trong khoảng thời gian chỉ có vài phút nữa thì chắc chắn là trời sẽ mưa. Có lẽ là trời sẽ mưa. Le ciel se couvre, động từ couvrir là lấy cái gì bao phủ lên. Và bây giờ chúng ta nói động từ couvrir ở dạng phần thân, tức là bầu trời bị bao phủ. Mà bầu trời bao phủ thì chỉ có mây mới che được bầu trời. Trời đầy mây. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi về thì hơn. In này là ông trời. Trời có lẽ sắp sửa mưa chỉ trong vài phút nữa mà thôi. Apparemment là chúng ta nhìn về bề ngoài và chúng ta xét đoán, không có gì chắc chắn lắm. Bởi vì nó xuất phát từ tính từ apparent, và từ danh từ apparence là cái dáng vẻ bề ngoài. Nhìn bên ngoài thì thấy như vậy mà không biết có thật hay không. Dường như là bạn đã không thực hiện điều tôi yêu cầu, do đó tôi sẽ phạt bạn. Comme apparemment, tu n'as pas fait le travail que je t'ai demandé. Je vais te donner une sanction. Chữ comme này là nguyên nhân này. Là bởi vì này, tôi đứng ở đầu câu thì chúng ta dùng com mà. Nguyên nhân là do bởi, dường như tôi thấy, dường như là tôi nhìn thấy bên ngoài, dường như là cái chuyện mà tôi giao cho bạn, bạn đã không hoàn tất, do đó tôi sẽ phạt bạn. Như vậy apparemment là nói về cái vẻ bên ngoài. Và sau đây chúng ta có một cái loại trạng từ khác nữa là các trạng từ chỉ sự nối kết, les adverbes de liaison. Thứ nhất là nói về nguyên nhân. Nguyên nhân chúng ta có trạng từ en effet là thật thế, tức là nó nối hai cái ý, một ý trước và một ý sau. Cái vali này thì nặng quá, thật thế, tôi mang nó, tôi di chuyển nó, tôi đẩy nó thật là khó khăn. J'ai eu de la peine de la déplacer. Déplacer là di chuyển, tức là mang nó từ chỗ này tới chỗ kia. Cette valise est très lourde. En effet, j'ai eu de la peine à la déplacer. Avoir de la peine là có sự nhọc nhằn, vất vả, khó khăn. Như vậy, trạng từ en effet nó nối hai ý này lại với nhau. Cái vali này nặng quá, thật thế, tôi vất vả để mang nó. Ở bên trên nói về nguyên nhân thì chúng ta dùng en effet. Bây giờ nói về hậu quả thì chúng ta có aussi, có ainsi, có par conséquence. Par conséquence là cái kết quả, do kết quả đó. Anh ta đã có được một cái học bổng 4 năm và thế là anh ta đã đi Pháp. Tức là cái kết quả việc anh ta xin cái học bổng. Il a obtenu une bourse d'études de 4 ans. C'est ainsi qu'il est parti en France. Do đó anh ta đã đi qua Pháp. Suốt cả năm tôi đã làm cho các khách hàng của tôi được hài lòng và kết quả là ông chủ đã quyết định đồng thuận cho tôi được tăng lương. J'ai donné satisfaction à mes clients toute l'année et par conséquent, mon patron a décidé de m'accorder une augmentation. Cái kết quả này là do cái việc tôi làm bên trước, tức là suốt cả một năm trời tôi đã làm việc khiến cho các khách hàng của tôi đều hài lòng, rất hài lòng. Và cái kết quả là ông chủ đã quyết định đồng ý tăng lương cho tôi. Như vậy, par conséquent nói lên một cái hậu quả, một cái kết quả. Và có một cái loại trạng từ nó nói lên cái sự đối nghịch là au contraire là ngược lại, en revanche cũng là ngược lại, pourtant là tuy nhiên, cependant cũng là tuy nhiên. Thằng bé này nó không phải là một đứa bé dữ tợn, ngược lại nó rất là dễ thương. Il n'est pas méchant. Au contraire, c'est un très gentil garçon. Tức là cái hai cái ý này nó ngược lại hoàn toàn với nhau này. Người ta cứ nghĩ là một đứa bé dữ dằn, dữ tợn, nhưng mà thực sự ra ngược lại, nó là một đứa bé rất là dễ thương. Tôi sẽ đưa bạn về nhà ba của bạn, nhưng ngược lại tôi sẽ không ở lại ăn cơm bởi vì tôi đang rất bận. Je t'accompagnerai chez ton père. En revanche, je n'y resterai pas manger car je suis tellement occupé. Như vậy cái chuyện này, hai cái chuyện này nó đi không có cùng chiều với nhau. Tôi đưa bạn tới nhà ba của bạn thì theo sự thường thì mình ở lại mình ăn cơm, nhưng mà ngược lại tôi không thể ở lại được do bởi tôi rất là bận. Nó đã không hiểu người ta nói gì với nó, mặc dù nó là một đứa rất là thông minh. Như vậy việc không hiểu với việc thông minh nó không cùng chiều với nhau, và người ta nói nó là một cái sự đối nghịch.
Il n'a pas compris ce qu'on lui disait. Nó không hiểu là người ta đã nói gì với nó cả. Pourtant, tuy nhiên, il est intelligent. Nó là một đứa bé rất là thông minh. Như vậy, hai cái ý mà nó ở trong hai câu này, nó hoàn toàn là đối nghịch với nhau và nó được nối kết bằng một cái trạng từ đối nghịch, pourtant. Con đường này rất đông xe, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải đi vào trong cái con đường này. Đây là hai cái ý hoàn toàn đối nghịch nhau. Một con đường đông đặc xe thì thường thường chúng ta phải tránh, nhưng mà chúng ta lại không tránh, chúng ta phải đi vào bởi vì chúng ta có một cái địa chỉ trong đường, con đường này chẳng hạn, hoặc là đây là chỉ là con đường duy nhất là phải đi, không có cách nào khác. Như vậy hai ý này đối nghịch nhau và chúng ta vẫn phải làm và được nối vào bằng một cái trạng từ gọi là trạng từ nối kết, trạng từ cependant. La route est encombrée. Encombrée là cồng kềnh, tức là nhiều xe, nhiều hàng, nhiều thứ lắm. Cependant, nous l'empruntons. Động từ emprunter nghĩa đầu tiên là mượn. Chúng ta đi mượn cái gì? Mượn một cái đồ vật gì? Mượn sách hay là mượn tiền? Ở đây không phải là mượn mà chúng tôi vẫn dùng, vẫn lấy cái con đường đó. Và sau cùng chúng ta có trạng từ nối kết, nói lên cái sự hạn chế, du moins. Dự án này, devrait, ở người ta dùng động từ devoir là ở trong present của một conditionnel, nó là một cái sự, mình nói là một cái sự supposition, là mình giả thiết đó. Cái dự án này rất có thể là nó sẽ hoạt động tốt, ít nhất là về mặt lý thuyết. Khi chúng ta nghe trình bày về cái đề án này, chúng ta thấy là cái đề án này là khả thi, nó sẽ chạy ít nhất là về mặt lý thuyết. Còn về mặt thực hành thì có lẽ nó sẽ còn tùy một vài ba yếu tố nữa. Như vậy, du moins là một cái trạng từ nói về cái sự hạn chế. Và xin chào tất cả mọi người.